Xin chào các em. Chúng ta đang ở trong cái giai đoạn là hệ thống hóa lại toàn bộ cái kiến thức của phần đại số vi tính thông qua các cái dạng toán. Hết trong tuần vừa rồi chúng ta đã làm được cái dạng toán đầu tiên của kiến thức là định thức. Bởi vì là cái dạng toán đầu tiên của định thức này nó chi phối các cái dạng toán phía sau. Cho nên có lẽ là trước hết chúng ta cũng nên nhắc lại cái dạng toán đầu tiên về định thức. Dạng toán số 1 của định thức là cái dạng toán yêu cầu chúng ta tính một cái định thức cho trước. Chắc là các em còn nhớ cách làm. Đứng trước bài toán cần phải đi tính một cái định thức. Thì trước hết chúng ta phải thử xem rằng là cái định thức đó nó có phải là cái định thức đặc biệt hay không. Đặc biệt ở chỗ là không cần một phép biến đổi nào cả, chúng ta có thể tính được cái giá trị của định thức đó. Khi mà nó như vậy thì ta mới gọi định thức đó là định thức đặc biệt. Và tuần trước chúng ta đã nói đến hai cái định thức đặc biệt. Định thức thứ nhất đó là cái định thức mà nó có một dòng hoặc một cột bằng không, hoặc là nó có hai dòng bằng nhau, hoặc có hai cột bằng nhau, hoặc là có hai dòng nào đó tỷ lệ với nhau, hoặc là hai cột nào đó tỷ lệ với nhau. Thế trong trường hợp này thì ta kết luận ngay giá trị của định thức bằng không, không cần một phép biến đổi nào cả. Trường đặc biệt thứ hai đó là định thức của chúng ta là định thức của ma trận tam giác hoặc là định thức của ma trận chéo. Thế khi đó thì chúng ta nhìn vào định thức, chúng ta lấy các cái phần tử trên đường chéo chính chúng ta nhân với nhau. Thì cái tích đó chính là giá trị của định thức. Thế còn nếu như định thức của chúng ta mà không có gì đặc biệt cả thì chúng ta làm như thế nào? Thì lúc đó chúng ta sẽ giải quyết bài toán tùy theo cái cấp của định thức. Nếu định thức đó là định thức cấp 1, tức là chỉ có một phần tử, thì giá trị của định thức chính là cái giá trị của phần tử nằm cái trong định thức đó. Còn nếu định thức của chúng ta là định thức cấp 2, thì lúc đó chúng ta biết rồi, giống như trong chương trình phổ thông, giá trị của định thức bằng tích hai phần tử trên đường chéo chính trừ đi tích hai phần tử trên đường chéo phụ. Còn nếu định thức của chúng ta là định thức cấp 3, thì chúng ta có một cái quy tắc và có thể giải quyết cho mọi trường hợp định thức cấp 3. Đó là quy tắc Sarius. Hy vọng các em còn nhớ. Hoặc là chúng ta đưa định thức cấp 3 đó về định thức của ma trận tam giác. Đó là cách thứ hai. Còn nếu từ định thức mà cấp 4 trở lên đó, thì thường thường người ta xử lý như thế này. Cách thứ nhất là người ta khai triển theo một dòng hoặc một cột nào đó. Và thường thì trong trường hợp này người ta sẽ chọn cái dòng hoặc cái cột nào mà nó có nhiều số không chừng nào thì chọn cái cột đó, cái dòng đó mình sẽ khai triển nó đơn giản. Hoặc là người ta khai triển không phải theo một dòng một cột mà khai triển theo nhiều dòng nhiều cột, tức là dùng cái Laplace các em. Nhưng mà Laplace mà làm cách tổng quát thì nó hơi khó, cho nên thường người ta dùng cái hệ quả của cái Laplace mà cả đã nhắc lại trong cái tuần lễ vừa rồi. Phương cách thứ ba người ta có thể làm đó là người ta đưa về cái định thức của ma trận đặc biệt là ma trận tam giác, hoặc là dùng cách thứ tư đó là dùng cái tính chất rằng là định thức của ma trận A thì bằng định thức của ma trận chuyển vị của ma trận A. Đó là cái nội dung mà chúng ta đã được ôn lại trong cái dạng toán đầu tiên của định thức, dạng toán số 1, tính một định thức. Thế trong buổi học hôm nay thì chúng ta sẽ lần lượt xét tiếp tất cả những cái dạng khác liên quan đến bài toán định thức. Xin mời các em bắt đầu. Toán số 2 là cái dạng toán mà chúng ta đi so sánh hai định thức. Lúc này thì người ta sẽ cho chúng ta hai cái định thức và ta yêu cầu mình so sánh hai định thức này. Chúng bằng nhau hay là định thức này bằng bao nhiêu lần định thức kia? Thế trong trường hợp như thế này thì chúng ta sẽ giải quyết ra làm sao? Có cách thứ nhất đó là chúng ta sẽ tính hai định thức đó ra. Đó là một cách làm. Tính hai định thức.
Nhưng mà nếu chúng ta tính hai cái định thức xong rồi á, thì đương nhiên là mình tính được giá trị hai định thức thì mình sẽ so sánh được hai cái định thức này với nhau. Tuy nhiên cái đề nếu cho như vậy, làm cách thứ nhất thì bài toán nó không còn có cái gì mà hay nữa cả. Cho nên những bài tập mà rơi vào dạng hai như thế này nè, thì thông thường người ta sẽ cho chúng ta hai cái định thức, sao cho nếu các em mà tính toán giá trị hai định thức đó, tính trực tiếp hai định thức đó, thì các em sẽ gặp khó khăn, bài toán sẽ dài, sẽ phức tạp. Mà chúng ta thường là chúng ta lợi dụng vào tính chất của định thức để chúng ta đưa hai định thức này về một định thức thứ ba nào đó, rồi người ta sẽ dựa vào cái này, người ta so sánh hai cái định thức ban đầu. Đó là nội dung của cái phương pháp số 2. Các cái tính chất của định thức mà thường được dùng để đưa cái định thức, hai định thức ban đầu về định thức thứ ba là các cái tính chất như thế này các em này. Đổi chỗ thích hợp hai dòng hoặc hai cột. Đương nhiên là khi mình đổi chỗ hai dòng cho nhau thì định thức nó đổi dấu, phải nhớ cái chuyện này. Đổi chỗ hai cột cũng được thôi, nhưng định thức phải đổi dấu đó. Đó là tính chất thứ nhất, thường hay dùng lắm. Tính chất thứ hai đó là người ta làm thế này nè. Người ta rút nhân tử chung của một dòng hoặc một cột ra ngoài dấu định thức. Cái tính chất này á, có một cái phát biểu tương đương với nó, đó là khi ta nhân một số với một định thức thì ta lấy số đó, ta nhân với một cái dòng nào đó hoặc một cột nào đó của định thức. Các em nhớ nha, chỉ nhân một dòng hoặc nhân một cột thôi. Nó khác với lấy một số nhân với một ma trận, là ta lấy số đó, ta nhân với toàn bộ các cái dòng của cái ma trận. Thường là người ta hay dùng cách thứ hai. Thế bây giờ chúng ta sẽ thử một số cái ví dụ để làm nổi bật lên các cái phương pháp này. Ví dụ thứ nhất, người ta yêu cầu chúng ta so sánh hai cái định thức sau đây. Họ cho chúng ta một định thức là định thức A, một định thức là định thức B. Ta hỏi mình là hai định thức này nó liên quan với nhau như thế nào. Các em thấy hai định thức này là hai định thức cấp 4. Nếu tính toán nó dài không? Dài chứ, bởi vì là hai định thức này nó không có gì đặc biệt cả. Em có dùng cách nào trong bốn cách mà hồi nãy đầu giờ chúng ta liệt kê đó để tính hai định thức này, thì việc làm đó nó sẽ dài, nó sẽ phức tạp đấy. Thế bây giờ muốn so sánh A với B, thế chúng ta hãy nhìn kỹ là xem cái dòng, các cái cột của AB nó có cái liên quan gì với nhau hay không. Các em có thấy có mối liên hệ gì không nè? Có phải là đây, cột thứ nhất của ma trận A chính là cột thứ hai của ma trận B. Còn cột thứ hai của ma trận A chính là cột thứ nhất của ma trận B. Có phải vậy không? Nếu như vậy thì chúng ta chỉ việc đổi chỗ hai cái cột đi một cái thì chúng ta sẽ thấy được cái sự liên quan giữa hai cái định thức A và B. Thế cho nên chúng ta sẽ trình bày lời giải như thế này đây. Đổi chỗ cột 1 và cột 2 của A, ta giữ lại cái cột 3 và cột 4. Đổi chỗ cột 1, cột 2, tức là thế này. Đây, cái cột 2 của A bây giờ đưa ra làm cột 1. Các em thấy rõ chưa? Còn cái cột thứ nhất của nó thì đưa ra là cột thứ hai. Nhưng phải chú ý rằng khi chúng ta đổi chỗ hai cột như thế này thì sao? Thì định thức nó đổi dấu. Đó, không còn là A nữa, nó là trừ A. Và khi mình đổi chỗ hai cột như thế này nè, thì có phải là cái định thức ở bên tay phải của chúng ta chính là cái định thức B không? Như vậy chúng ta đã tìm được cái mối liên hệ giữa hai định thức A và B, đó là B bằng trừ A. Các em thấy là cái lời giải này nó hết sức là gọn gàng. Cái dạng toán này thường họ hay cho làm trắc nghiệm lắm, tại vì mình không cần tốn kém nhiều thời gian để giải quyết một cái câu như thế này. Chúng ta không cần phải tính toán giá trị hai định thức, chúng ta cũng có thể thấy được cái mối liên hệ giữa hai định thức này thông qua các cái tính chất của định thức. Cái việc sử dụng tính chất của định thức để xử lý những bài toán như thế này rất là hay. Trong ví dụ 1, chỉ cần đổi chỗ
hai cột là chúng ta có thể giải quyết được bài toán. Bây giờ chúng ta thử xét một ví dụ khác nha. Ví dụ số 2. Bài toán cũng yêu cầu chúng ta là đi so sánh hai định thức sau đây. Họ cũng cho chúng ta định thức A và định thức B. Thế vừa rồi thì chúng ta thấy có cái mối liên hệ giữa cột 1, cột 2 của A với cột 1, cột 2 của B. Thế trong trường hợp này thì sao? So sánh hai định thức này với nhau. Các em thấy ha. Có phải là cái dòng thứ tư của A với dòng thứ tư của B giống nhau không? Giống ha. Dòng thứ ba của A và của B cũng là như nhau. À, còn cái dòng 1 với dòng 2 của chúng thì khác nhau. Thế thì chắc chắn là mình sẽ giữ nguyên dòng 2 với dòng 3 của A rồi. Thế cái dòng 1 với dòng 2 của A nghe, mình bắt đầu từ cái định thức A, mình sẽ biến đổi để đưa về một cái định thức trung gian để so sánh với B. Thế thì khi mà chúng ta không có đổi chỗ hai dòng hai cột với nhau thì chúng ta sử dụng một cái tính chất mà có liệt kê hồi nãy đó các em. Đó là nếu mình thấy cái dòng nào nó có nhân tử chung thì mình nên rút nhân tử chung ra bên ngoài. Mình chi vậy? Để cái phần trong đó gọn lại, nhìn cho nó dễ. Thế ở đây nè, các em thấy dòng thứ nhất của định thức A nó có nhân tử chung là bao nhiêu? Có phải là 2 không? À, vậy thì chúng ta làm thế này các em nè. Mình lôi số 2 là nhân tử chung của cái dòng thứ nhất ra bên ngoài. Thì lúc đó chúng ta còn cái định thức mà dòng thứ nhất là 0114. Hồi nãy là 0228, bây giờ là 0114. Rồi, sao nữa? Có cái dòng, cái cột nào có thể rút nhân tử chung ra bên ngoài được hay không? Thì các em thấy nè. Đây ha, đây là A nè. Đây, cái cột thứ tư của định thức A này có thể rút nhân tử chung là số 4 ra bên ngoài. À, như vậy thì chúng ta sẽ làm như thế này. Rút số 4 ra bên ngoài thì chúng ta còn lại nè, 1100. Hồi nãy là 4400, rút số 4 ra ngoài, 1100. Đó. Đây là A. Cái định thức bên tay phải này gọn rồi. Coi như chúng ta đã đưa cái định thức A ban đầu về định thức thứ ba. Đó. Bây giờ chúng ta cũng đưa định thức B về định thức thứ ba. Định thức thứ ba là định thức này các em. Định thức này. Rồi. Chúng ta so sánh A với B với nhau. Thế chúng ta nhắc lại B đây. Đây là B. Thế đối với B thì sao? À, chúng ta thấy nè. Dòng thứ nhất của nó, mình đặt số 3 ra ngoài nhân tử chung thì nó còn lại 3 lần 0113. Phải chưa? Rồi sau khi đưa 3 ra ngoài rồi thì mình thấy nè, cái cột thứ tư của cái định thức B này có thể rút số 3 ra ngoài làm nhân tử chung. À, như vậy ta rút số 3 ra ngoài. Vậy thì nó còn lại là 1100. Đây, nó là 3300, còn lại là 1100. À. Thế em thấy là A và B cùng tính qua cái định thức D, định thức này. À, có phải là A thì bằng 8 lần cái định thức này và B thì bằng 9 lần định thức này không? Vậy thì có phải là chúng ta có cái mối liên hệ giữa A và B là A trên 8 thì bằng B trên 9. Đó. Như vậy thì trong cái ví dụ số 2 này, để so sánh hai cái định thức AB cho trước, chúng ta đã làm cái động tác là rút nhân tử chung của dòng của cột, nếu được, ra ngoài ghi dấu định thức, để đưa A và B về cùng một cái định thức D. Từ đó chúng ta so sánh AB với nhau, tức là chúng ta dùng cái tính chất số 2 được liệt kê hồi nãy. Bây giờ chúng ta tiếp tục xét một cái ví dụ khác. Ví dụ thứ ba là so sánh hai định thức A và B sau đây. Đây là A này, đây là B. À, thì chúng ta cũng phải ngắm nhìn cho nó kỹ hai định thức này, xem chúng có cái dòng, cái cột nào nó có liên hệ với nhau hay không. Các em thấy thế nào? À, có phải là cái dòng thứ nhất của A chính là dòng thứ tư của B,
Dòng thứ tư của B chính là dòng thứ nhất của A. Như vậy là một lát nữa chúng ta sẽ có cái động tác là đổi chỗ dòng 1 với dòng 4 của điện thức A. Đúng không em ạ? Rồi. Rồi hai cái dòng còn lại của A là dòng thứ hai với lại dòng thứ ba. Thì cái dòng thứ ba này nè, 2420 có thể đặt nhân tử chung được là 2. Còn cái 2134 là cái dòng thứ hai thì không có nhân tử chung gì cả. Như vậy là trong bài này chúng ta thế nào cũng sẽ làm hai cái động tác sau đây nè. Thứ nhất là chúng ta sẽ rút nhân tử chung của cái dòng thứ ba của A ra bên ngoài. Còn đối với dòng 1, dòng 2, dòng 4 của A thì chúng ta sẽ đổi cái vị trí của nó. Làm xong cái động tác đó thì chúng ta sẽ so sánh được với B. Trước hết tôi nói rằng đặt nhân tử chung của dòng thứ ba ra bên ngoài, số 2 đó các em. Thì như vậy A nó bằng 2 lần điện thức này. Lúc đầu chúng ta có dòng thứ ba của A là 2420, rút số 2 ra ngoài, chỗ này còn lại là 1210. Rồi. Bước tiếp theo như đã nói hồi nãy là chúng ta đổi chỗ dòng 1 và dòng xin lỗi đây là dòng 4, đổi chỗ dòng 1 và dòng 4 của A cho nhau. Đây, đổi cái dòng 1 này thành cái dòng 4, tức là đem 1053 lên đây nè. Đó. Và đổi cái 1053 này thành ra là 3961. Đổi cái 1053 bằng 3961. Đó. Nhưng các em phải để ý là khi đổi chỗ hai cột cho nhau hoặc đổi chỗ hai dòng cho nhau thì định thức nó sẽ đổi dấu. Như vậy thì lúc này không phải là A bằng cái này mà phải là trừ 2 lần cái này. Đổi chỗ hai dòng cho nhau, định thức đổi dấu. Được chưa? Như vậy chúng ta có A thì bằng trừ 2 lần định thức này. Nhưng mà cái định thức này chính là định thức B. Em thấy là 1053 đây. Rồi 2134 đây. 1210 đây là 1210. 3961. Đó, vậy A bằng trừ 2B. Như vậy là cái ví dụ thứ ba thì chúng ta sẽ dùng cả hai cái tính chất mà liệt kê hồi nãy. Tức là vừa rút nhân tử chung ra, vừa đổi chỗ hai dòng. Trong ví dụ 1 là chỉ cần đổi chỗ hai cột thôi. Ví dụ 2 là rút nhân tử chung ra là so sánh được rồi. Còn trong cái ví dụ này là phải làm luôn cả hai tính chất. Qua ba cái ví dụ này nó nhắc lại cho mình cái tính chất của định thức và biết vận dụng một cách khéo léo trong việc giải quyết những cái bài toán mà có dạng là so sánh hai định thức như thế này. Chúng ta vận dụng tính chất để so sánh chứ chúng ta không cần phải đi tính giá trị của hai định thức đó. Các em thấy là sử dụng tính chất nó rất là hay. Bây giờ chúng ta qua cái dạng toán số 3. Giải cái phương trình mà nó có dạng là ZA bằng FX. Trong dạng toán số 3 là người ta sẽ cho chúng ta một cái định thức, nó bằng một cái biểu thức, cái đa thức, phân thức gì đó có chứa X trong đó mà mình đặt là FX. Họ bắt mình tìm X thỏa mãn cái đa thức đó. Thế lúc này chúng ta sẽ làm như thế nào? Thì cách thứ nhất là thế này. Chúng ta sẽ đi tính cái định thức A ra. Tính định thức A ra xem thử nó bằng bao nhiêu. Định thức A này có thể có chứa X hoặc là không chứa X. Chúng ta cho bằng FX. Lúc đó chúng ta có một cái phương trình mà ẩn là X. Chúng ta giải tìm X. Như vậy là phương pháp 1 là chúng ta phải đi tính cái định thức A ra. Tuy nhiên có những bài toán thì chúng ta cũng không cần thiết phải tính định thức A luôn. Khi nào? Khi mà cái vế bên phải FX họ cho là số 0. Chúng ta có cái phương pháp thứ hai là nhẩm nghiệm khi mà FX bằng 0. Đó. Chúng ta hoặc là tính ZA ra để giải phương trình, hoặc là không cần tính ZA, chỉ nhẩm nghiệm thôi. Khi nào? Khi mà họ cho mình FX là 0. Tuy nhiên ở đây cũng nhấn mạnh với các em rằng là không phải là khi họ cho mình fx bằng 0 thì bao giờ mình cũng nhẩm nghiệm được đâu. Nhưng mình hãy nghĩ đến chuyện nhẩm nghiệm này trước khi mình đi tính định thức. Nếu mình nhẩm nghiệm không được thì mình quay lại cách thứ nhất, tức là mình tính cái định thức A ra rồi mình giải cái phương trình
delta bằng fx, mà cụ thể bây giờ là delta bằng 0 đó. Thế nếu mà em mà dùng cái phương pháp số 2 thì em cũng cần phải nhớ lại rằng là bởi vì fx bằng 0 tức là delta bằng 0 thì phải biết rằng là delta bằng 0 trong những trường hợp đặc biệt nào. Thì có phải rằng là delta bằng 0 khi mà a là một cái định thức đặc biệt, tức là chúng có một dòng nào đó hoặc một cột nào đó bằng 0, hoặc là hai dòng hai cột nào đó bằng nhau, hoặc hai dòng hai cột nào đó tỷ lệ với nhau. Đó, chúng ta vừa nhắc lại ba cái trường hợp đặc biệt của cái việc mà delta nó bằng giá trị là 0. Chúng ta có hai phương pháp để giải quyết cái dòng toán số 3 này. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái ví dụ cụ thể để minh họa hai phương pháp này đây. Ví dụ thứ nhất, giải phương trình sau đây. Họ cho chúng ta một cái định thức bằng 10x bình phương. Cái định thức này đóng vai trò là delta trong lý thuyết chúng ta vừa nêu. Còn cái 10x bình phương đóng vai trò là fx. Rồi, như vậy là fx của chúng ta không phải là số 0. Vậy thì chúng ta nghĩ đến cái việc là tính giá trị của định thức bên tay trái. Định thức bên trái là một cái định thức cấp 4. Bây giờ muốn tính một cái định thức cấp 4 thì như vừa nãy đã nhắc lại với các em là từ định thức cấp 4 trở lên thì chúng ta hoặc là khai triển theo một cái dòng nào đó hoặc một cột nào đó, hoặc là chúng ta sẽ dùng cái hệ quả của Laplace để khai triển định thức, hoặc là chúng ta sẽ đưa cái định thức này về định thức đặc biệt, định thức của ma trận tam giác, hoặc là chúng ta sử dụng cái tính chất rằng là định thức của ma trận A thì bằng định thức của ma trận chuyển vị của ma trận A. Đó. Thế bây giờ nhìn vào cái định thức này thì chúng ta thấy định thức này nó đặc biệt. Đặc biệt ở chỗ là có cái góc phần tư này nè, nó chứa toàn là số 0. Nó gợi cho các em cái gì? Có phải là nó gợi cho mình rằng là nên tính định thức này bằng cái hệ quả của cái khai triển Laplace không? À, muốn dùng khai triển Laplace là chúng ta làm thế này các em nè. Mình ngăn cái nhóm bằng 0 ở một góc. Đây. Thì theo hệ quả đó, thì định thức lớn này nó sẽ bằng tích của hai cái định thức cấp 2 nhỏ này đây nè. Đó. À, chúng ta tô đậm nó lên. Cái định thức bên trái chúng ta vừa nói nó như thế nào? Nó bằng tích của hai cái định thức cấp 2. Đó. Vậy thì cái phương trình này nó bằng tương đương với phương trình dưới. Đến đây chúng ta chỉ còn cái việc là đi tính hai cái định thức cấp 2 này cho nó bằng 10x bình phương để giải thôi. À, rất là đơn giản, định thức cấp 2 thì nhân chéo trừ ngược lại. Bên đây nhân chéo trừ ngược lại, à, chúng ta có được là trừ 6 trừ 2x. Chỗ này là 6 trừ 5x bằng 10x bình phương. Chúng ta chuyển vế, chúng ta giải cái phương trình bậc 2 và dễ dàng thấy được đáp số là x bằng 2. Như vậy là trong ví dụ thứ nhất, cái fx họ cho chúng ta không phải là số 0. Như vậy chúng ta đi tính cái định thức bên tay trái. Chúng ta chọn cái cách tính thích hợp, cách tính nào mà gọn nhất, hiệu quả nhất để tính định thức này. Xong rồi chúng ta đi giải cái phương trình. Như vậy là chúng ta đã dùng cái phương pháp 1. À, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục với ví dụ khác. Ví dụ 2, giải phương trình sau đây. À, họ cho chúng ta một cái phương trình. Thế lúc này các em thấy nè, cái vế bên tay phải nó là số 0. Thì hồi nãy cái nội dung của phương pháp số 2 có nói rằng là nếu như fx của chúng ta mà bằng 0 các em, thì mình khoan tính định thức cái đã. Mình thử nhẩm coi thử là nó có đặc biệt gì không. À, nếu mà nó đặc biệt thì mình có thể suy ngay ra được nghiệm mà không cần phải tính toán gì cái giá trị của định thức cả. Thế các em nhìn kỹ, các em thấy rằng là cái định thức này nó có gì đặc biệt nè. Có phải là hai cái cột sau của nó nè, cái cột thứ ba bằng hai lần cột thứ tư, đúng chưa? Như vậy định thức này nó có hai cột tỷ lệ với nhau,
Cho nên cái định thức bên tay trái này nó sẽ bằng 0, mà bằng 0 với bất kỳ x nào. Mặc dù rằng là cái định thức của chúng ta có chữ x, nhưng định thức này nó sẽ bằng 0 với mọi x. Có nghĩa là bất kỳ x nào cũng thỏa mãn phương trình này. Nói cách khác, chúng ta có phương trình này có nghiệm x tùy ý. Đó. Các em thấy không? Khi nào bên đây mà số 0 thì chúng ta không tính toán định thức, chúng ta phải thử xem có đặc biệt hay không cái đó. Những cái dạng câu hỏi này rất là hay nếu cho thi dưới dạng trắc nghiệm. Chúng ta sẽ thử một cái ví dụ khác. Đây, chúng ta cũng có det a bằng 0. À, bên tay phải là số 0, như vậy thì chúng ta phải xem thử rằng là cái định thức bên trái nó có gì đặc biệt không? Có dòng nào bằng 0, có cột nào bằng 0, có dòng nào cột nào bằng nhau và tỷ lệ với nhau không? Thế ở đây em thấy là nó không có dòng bằng 0, không có cột bằng 0, không có dòng cột tỷ lệ gì cả. Nó không giống như là cái định thức ở phía trên. Tuy nhiên chúng ta thấy thế này nè, cái định thức bên tay trái nếu mà mình khai triển nó ra, mình đoán, mình thấy nó là một cái đa thức bậc 4. Như vậy thì họ cho định thức này bằng 0 có nghĩa là chúng ta đang đứng trước một bài toán giải một cái phương trình bậc 4. Mà cái phương trình này, phương bậc 4 thì nó có tối đa là 4 nghiệm. Vậy thì nếu chúng ta nhẩm được 4 nghiệm đó là coi như xong, không còn nghiệm nào khác nữa cả. Thế thì các em thấy này nha, bây giờ nếu chúng ta cho x bằng 1 thì có phải là dòng 1 với dòng 2 bằng nhau không? Mà nếu dòng 1, dòng 2 bằng nhau thì lúc đó định thức bằng 0. Có nghĩa là x bằng 1 thỏa mãn cái đẳng thức này, x bằng 1 là nghiệm. À, rồi từ cái hàng thứ nhất với lại cái hàng thứ hai, chúng ta thấy là nếu chúng ta cho x bằng 2 thì cái dòng này với dòng 1 với dòng 3 giống y như nhau. Hai dòng bằng nhau, vậy thì định thức bằng 0. Cho nên x bằng 2 cũng là nghiệm của cái phương trình này. Các em có đoán ra được là nghiệm tiếp theo là gì không? À, x bằng trừ 1 chứ gì? Đây, x bằng 1 rồi x bằng 2, bây giờ x bằng trừ 1 hát. À, chúng ta cho x bằng trừ 1 thì dòng 1, nó cho trừ 1 này, 1 này, trừ 1, 1, giống dòng thứ tư. Như vậy là x bằng trừ 1 cũng là nghiệm. À, chúng ta được 3 nghiệm phân biệt rồi nha. Bây giờ nếu tìm thêm được một nghiệm nữa, thêm cái nghiệm thứ tư nữa là coi như xong. Nghiệm còn lại là bao nhiêu? Chúng ta không còn cho cái x, giá trị nào của x để cho dòng 1 bằng 3 dòng còn lại cả. Hết rồi. Thế thì bây giờ nên cho x bằng mấy? Thì chúng ta cho x bằng 0. Giờ cho x bằng 0 thì dòng này toàn là số 0. Định thức có một dòng bằng 0 thì định thức bằng 0. Và chúng ta giải quyết xong bài toán. Các em thấy có hay không? Không cần tính toán gì cả, dùng tính chất thôi, là chúng ta có thể để được phương trình dạng det a bằng 0. Các em nhớ là bên tay phải là số 0, bên tay phải là số 0 thì chúng ta mới làm cái chuyện này. Và hồi nãy cũng có nói, nhấn mạnh rằng là không phải lúc nào bên tay phải là số 0 thì chúng ta cũng không cần tính định thức. Không phải như vậy. Nếu định thức mà không có gì đặc biệt cả thì chúng ta cũng buộc lòng phải tính cái định thức ra. Bằng bao nhiêu x chúng ta giải cái phương trình. Đó. Hai cái ví dụ 1 và 2 minh họa hai cái phương pháp khác nhau. À, bây giờ chúng ta thử xét ví dụ thứ 3. Chứng minh phương trình sau đây có nghiệm. À, họ cho chúng ta cái phương trình này. Trong cái ví dụ này người ta không yêu cầu mình đi giải cái phương trình này, tức là không cần tìm x là bao nhiêu, chỉ chứng minh nó có nghiệm thôi. Thế các em thấy nè, nếu chúng ta đặt fx bằng cái định thức này, cái định thức này khai triển nó ra là một cái đa thức theo x, đặt nó là fx, thế chúng ta đứng trước bài toán là chứng minh cái phương trình có dạng fx bằng 0 có nghiệm. Nó gợi ý cho chúng ta một cái kiến thức mà chúng ta học hồi lớp 11. Chúng ta có cái định lý nói rằng là nếu như mà hàm f là một cái hàm số liên tục, mà nếu ta tìm được hai giá trị a và b sao cho fa và fb nó trái dấu với nhau, thì lúc đó phương trình fx bằng 0 nó sẽ có nghiệm thuộc cái khoảng ab.
Đó, kiến thức của lớp 11 các em. Thế ở đây hàm S của chúng ta là hàm đa thức cho nên liên tục rồi. Vậy công việc còn lại của chúng ta chỉ là tìm hai cái giá trị nào đó của x mà thế vào làm cho S của giá trị của hàm S tại hai cái điểm đó nó trái dấu với nhau là coi như bài toán được giải quyết xong. Chúng ta sẽ chọn x là bao nhiêu? Đương nhiên là khi em chọn x thì em phải thế x vào trong định thức. Và như vậy thì phải khéo léo chọn x như thế nào để việc tính định thức là đơn giản. Thế ở đây em thấy nè, dưới cái đường chéo chính này nè, toàn là x không. Nó gợi ý cho mình là khi mình chọn x bằng 0 thì cái định thức này trở thành định thức của ma trận tam giác. Do đó tôi chọn x bằng 0, tôi tính F0. Khi thế x bằng 0 thì cột thứ nhất nó còn là gì? 1, 0, 0, 0. Cột thứ hai nó sẽ trở thành là trừ 2, 1, 0, 0. Thế x bằng 0 vào thì cột thứ ba nó sẽ như thế này và cột thứ tư nó như thế này. Thì đây là định thức của ma trận tam giác. Cho nên giá trị của định thức này nó bằng tích các phần tử nằm phía trên đường chéo chính. Và chúng ta lấy 1 nhân 1 nhân trừ 1 nhân 1. À, vậy thì chúng ta có F0 bằng trừ 1. Đó, chúng ta phải khéo léo trong việc chọn cái giá trị AB. Ở đây chọn A là 0 là rất tốt luôn. Đưa ngay được cái định thức này về định thức của ma trận tam giác, tính cho nó dễ. Nào. Thế bây giờ chúng ta còn phải tính thêm một giá trị nữa. Chọn giá trị B bây giờ là số mấy để FB tính nó dễ là cái thứ nhất. Cái thứ hai là FB nó phải là số dương. Tại vì FA là F0 nó âm rồi. À. Thế ở đây em thấy nè, trong cái định thức này, các cái phần tử mà nằm phía trên đường chéo chính là x trừ 2, tất cả đều là x trừ 2. Thế nó gợi ý cho mình B là 2, tôi tính F2. Thế x bằng 2 vào. 2 cộng 1 là 3, đây là 2 hết. Cột thứ nhất trở thành như thế này. Thế x bằng 2. X bằng 2 và x bằng 2 thì ta được giá trị của ba cái cột như thế đó. Và khi thế như thế này các em có thấy rằng là cái định thức của mình cũng là định thức của ma trận tam giác không? Nhưng mà hồi nãy là ma trận tam giác dưới, tam giác trên, còn bây giờ đây là định thức của ma trận tam giác dưới. À. Nhưng mà định thức của ma trận tam giác dù dưới hay trên gì á thì nó cũng bằng tích các phần tử trên đường chéo chính, tức là F2 nó bằng gì nè? 3 nhân 3 nhân 1 nhân 3. À, như vậy chúng ta có F2 bằng 27. À, chúng ta đã có F là hàm số liên tục và ta chọn được hai giá trị A nhỏ B nhỏ là 0 với 2 mà làm cho FA và FB trái dấu nhau. Ở đây là trừ 1 hay 27. Vậy là xong rồi. Chứng tỏ rằng cái phương trình Fx bằng 0 này có nghiệm. Cho nên chúng ta có quyền nói rằng là chúng ta suy ra điều phải chứng minh. Vậy là chúng ta đã giải quyết xong cái ví dụ số 3 dựa vào một cái định lý học năm lớp 11. Định lý về tính liên tục của hàm số. Bây giờ chúng ta sang dạng toán thứ tư. Là cái dạng toán nó nói đến những cái mối quan hệ giữa định thức của ma trận A với lại định thức của ma trận chuyển vị của nó, cái định thức của ma trận nghiệp đảo của ma trận A hay là với định thức KA. Thì giữa các cái này nó có liên quan với nhau. Chúng ta có học một số tính chất mà đã được nhắc đến trong những cái tiết học trước. Chúng ta sẽ dựa vào các tính chất sau đây để giải quyết bài toán này. À, định thức KAN, tức là ma trận A của chúng ta là một cái ma trận vuông cấp N, thì định thức của ma trận KA nó bằng K mũ N nhân định thức của ma trận AN. Tính chất thứ hai nói rằng là định thức của ma trận A với định thức của ma trận chuyển vị của nó thì bằng nhau. Tính chất thứ ba nói rằng là nếu A có ma trận nghịch đảo thì tích của ma trận định thức của ma trận A với lại cái ma trận nghịch đảo của nó bằng 1. Det A nhân với det của A trừ 1 thì bằng 1. Và cái tính chất cuối cùng đó là định thức của ma trận tích thì bằng tích của hai cái định thức. Nào, đây là bốn tính chất mà các em cần phải nhớ để làm toán. Chúng ta sẽ có một cái số ví dụ. Ví dụ thứ nhất.
Nếu A là một cái ma trận vuông có cấp là 4 và định thức của A bằng trừ 2, hỏi rằng là định thức của ma trận 2AT, tức là hai lần cái ma trận chuyển vị của A đó, bằng bao nhiêu? Thế thì ở đây chúng ta thấy rõ ràng là trong bài toán này nó có liên quan đến cái gì? Định thức của A với định thức KA, số 2 là K, và liên quan đến định thức của ma trận chuyển vị của ma trận A. Như vậy là liên quan đến hai cái tính chất mà tôi lập ra từ bốn tính chất hồi nãy đó. Định thức KAN thì bằng K mũ N nhân định thức của AN, và định thức của A thì bằng định thức của ma trận chuyển vị của ma trận A. Bài toán này hết sức đơn giản các em. Chúng ta có định thức 2AT, K là 2. Họ cho chúng ta A là ma trận vuông cấp 4. Thì như vậy thì ma trận AT cũng là ma trận vuông cấp 4. Vậy thì theo tính chất thứ nhất này nè, thì det 2AT nó bằng là 2 biểu thừa 4. 4 là N đấy, 2 biểu thừa 4, 4 này là N nhân với định thức của AT. Đúng chưa nè? Nhưng theo tính thứ hai thì định thức của AT thì bằng định thức của A. Như vậy thì chúng ta sẽ có bằng 2 mũ 4 nhân định thức của A. Mà định thức của A họ cho là trừ 2. Như vậy là trừ 2 nhưng với 2 mũ 4 phía trước là chúng ta được là trừ 32. Đó, bài toán này hết sức đơn giản. Tức là cái dạng toán này là người ta không có cho mình một cái A cụ thể, không có vẽ một cái ma trận A cụ thể ra. Họ chỉ cho sẵn cái định thức thôi, định thức của A thôi. Xong họ mới hỏi các cái định thức liên quan với những định thức 2A, định thức 2A mũ trừ 1, định thức 3AT gì đó. Thì chúng ta chỉ việc là nắm vững bốn cái tính chất hồi nãy đó, xem thử là tính chất nào thì phù hợp với cái bài toán đó, bài toán người ta cho đó, để mình dùng cái tính chất phù hợp đó, thích hợp đó, chúng ta giải quyết bài toán. Bây giờ để nắm vững hơn thì chúng ta nên xét thêm một ví dụ số 2. Ví dụ số 2 nói rằng là nếu A là ma trận vuông cấp 3 có định thức của 2A bằng trừ 24, vậy thì định thức của 3 lần A mũ trừ 1 là bao nhiêu? Thế bài toán này có liên quan đến nè, KA là 1 nè, với lại là A trừ 1 là 2. Như vậy là chúng ta sẽ đụng đến hai tính chất này đây. Tính chất này là hồi nãy có liệt kê rồi ha. Còn tính chất thứ hai nhắc lại rằng là nếu A có ma trận nghịch đảo, tức là A trừ 1, thì tích của nó, tích hai định thức này bằng 1. Thế chúng ta xuất phát từ là det 2A thì bằng trừ 24. Nhưng mà det 2A thì theo tính chất này bằng là 2 mũ 3, đây là cấp là 3 mà, nhân det A bằng trừ 24. Rồi, như vậy tôi suy ra được là det A thì bằng trừ 3. Và chúng ta có det A thì bằng trừ 3, nhưng mà det A nhân với det A trừ 1 thì bằng 1. Như vậy từ đây suy ra là định thức của ma trận đảo bằng trừ 1 phần 3. Từ đây chúng ta có nè, họ yêu cầu mình tính det của 3A trừ 1, thì det 3 trừ 1 là bằng 3 mũ 3 nhân det A trừ 1. Mà det A trừ 1 bằng trừ 1 phần 3, như vậy có ngay kết quả bằng trừ 27 phần 3, tức là bằng trừ 9. Chúng ta xong cái ví dụ số 2. Thử ví dụ số 3. Tìm cấp của ma trận vuông A, biết rằng det A trừ 1 bằng 1 phần 3, còn det 2AT bằng 48. Hỏi cấp bao nhiêu? Thì chúng ta xuất phát từ cái giả thiết rằng là hỏi cấp của A, thì bây giờ mình chưa biết cấp A là bao nhiêu, mình giả sử cấp A là N. Thế từ số 1 mình suy ra rằng là nếu det A trừ 1 bằng 1 phần 3 thì det A bằng 3. Đúng chưa? Mà det A bằng 3 thì det của AT cũng bằng 3. Còn 2 thì sao? Det 2AT thì có phải bằng là 2 mũ N nhân det AT không? Mà det AT là bao nhiêu? Là 3. Vậy từ đây ta có det của 2, ta có 2 mũ N là 16. Cái này đây này, cái này là 3 này, chia xuống là 16 này. 2 mũ N là 16, chúng ta có N bằng 4. Đó. Các em thân mến, như vậy là trong buổi học hôm nay chúng ta đã làm xong tất cả các cái dạng toán liên quan đến định thức. Tuần sau chúng ta sẽ tiếp tục ôn tập qua cái kiến thức ma trận. Chúng ta sẽ xem xét các cái dạng toán liên quan đến ma trận. Buổi học hôm nay đến đây là hết. Xin thân ái chào các em và chúc các em ôn tập tốt.